Khánh Hòa xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán giả của Việt Face TV. Kính thưa quý vị, vào ngày lễ Mother's Day 2 tuần trước thì ngay tại Quận Cam đã tổ chức một buổi lễ ra mắt bộ phim mà do một nhóm bạn trẻ người Việt được sinh trưởng và lớn lên tại Hoa Kỳ thực hiện. Đó là bộ phim The Paper Tigers. Và ngày hôm nay Khánh Hòa đã mời được một số thành viên góp mặt trong bộ phim Paper Tigers lên đây để mà nói chuyện và giới thiệu tới quý vị bộ phim độc đáo này của các bạn trẻ người Việt Nam. Đầu tiên ở bên cạnh Khánh Hoàng đó là Andy. Chào Andy. Dạ, chào anh Hoàng. Xin chào quý vị khán giả. Tên em là Andy. Em muốn thank you anh Hoàng với Việt Face TV for having us here. Xin lỗi trước khi là tiếng Việt của mấy anh em không có rành lắm. Nhưng mà cố gắng. Yeah, cố gắng the best. Và ngồi kế bên cạnh Andy đó là Brian. Chào Brian. Dạ, chào anh Hoàng. Xin chào quý vị khán giả. Tên em là Brian. Hôm nay em với anh rất là vui lòng được có mặt đây được á. Mà giới thiệu bộ phim này đúng không ạ? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Quý vị cũng nghe hai em nói chuyện rồi. Tiếng Việt không rành lắm bởi vì hai em đã được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ mà nói được tiếng Việt như vậy là quá hạnh phúc rồi. Cảm ơn anh. Các em có thể chia sẻ với quý vị khán giả là từ nhỏ các em có được học tiếng Việt hay là ba mẹ có khuyến khích các em học tiếng Việt không, mà các em nói chuyện cũng rất là rõ và rất là rành? Cảm ơn anh nhiều. Thường mình chỉ có nói chuyện ở nhà với bố mẹ thôi, và giống nếu mình đi ăn phở thì mình order thì mình nói tiếng Việt order phở được. Em học viết đọc tiếng Việt ở high school chút, nhưng mà chút thôi. Không có nhiều lắm. Nhưng mà từ khi mà các em làm việc với lại những người Việt Nam, như là các nhóm làm phim, thì Khánh Hoàng nghĩ rằng trong tương lai các em sẽ học thêm được rất là nhiều. Và thực sự cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng cần lắm những em trẻ như thế này. Bởi vì có những thế hệ lớn hơn, như là thế hệ cha chú của Khánh Hoàng. Thế hệ Khánh Hoàng một ngày nào đó cũng sẽ lớn tuổi, cũng sẽ già đi, đúng không ạ? Và cần lắm những lớp trẻ như thế này. Và mong rằng tất cả quý vị khán giả chúng ta luôn ủng hộ, luôn support tinh thần cho các em, khuyến khích các em làm việc cho cộng đồng, làm những bộ phim Việt Nam để mà tiếp tục duy trì cái nền văn hóa và nghệ thuật Việt Nam ở ngay tại hải ngoại này. Cảm ơn anh. Thôi bây giờ mình trở vào cái bộ phim của chúng ta. Đó là bộ phim The Paper Tigers. Cái tựa nghe rất là lạ quý vị. Chúng ta tạm dịch đó là những con cọp giấy. Đúng không? Thường là những con cọp giấy thì mình nhìn hình được vẽ ra những tấm giấy, đúng không ạ? Mình nhìn hình thì rất oai phong lẫm liệt, nhưng mà thực sự nó không làm hại chúng ta. Chúng ta chỉ sợ cọp thiệt thôi. Và Khánh Hoàng nghĩ ra đó cũng là ý nghĩa của bộ phim này. Như vậy Andy và Brian đã xuất hiện trong bộ phim này với tư cách là diễn viên như thế nào, Andy? Thì hai anh em á, được first, mời. First em muốn cảm ơn, thank you Bảo, đạo diễn Trần Quốc Bảo for cho hai anh em chơi trong cái phim này. Em nghĩ Bảo biết cái role, how do you say the role, cái vai cho hai anh em chơi giống hai anh em thiệt. Cái role trong cái phim, là giống very võ sĩ but learn by yourself, không có sư phụ, học ở ngoài đường, tự học ở ngoài đường mà còn trẻ mà có mà very determined muốn xác định, xác định for your place in the martial arts world. Giống hai anh em thiệt. Đúng rồi. Cái style, cái kiểu võ của hai anh em là very unorthodox, mà không có formal, không có học trong trường, học ngoài đường, mình học ở đây một chút, học ở kia một chút, mấy hai anh em học phim in real life, hai anh em học nhiều trên mấy phim võ, phim Lý Thành Long, Trần Tử Đan, hai anh em coi nhiều and just học một mình and... Cái đó là thật ở bên ngoài luôn. Thì mình để phim lên và mình play in slow motion, thì mình quay lại và hai anh em thì mình bắt chước giống vậy, đúng không? Không, hoàn toàn không có master nào chỉ dạy hai các em không. Và Trần Quốc Bảo là đạo diễn của bộ phim này, là muốn mời hai em vô để mà nói lên cái ý nghĩa đó, là có nghĩa là có rất nhiều những người bạn trẻ mặc dù không có thầy giáo nhưng mà họ đã cũng tự học rất là nhiều từ phim ảnh, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rất là hay. Khánh Hoàng cũng thưa thêm quý vị với quý vị là hai em Brian và Andy
là chỉ xuất hiện trong với tư cách là những cái vai phụ thôi. Những nhân vật chính của chúng tôi thì ngày hôm nay không thể xuất hiện được. Yeah. Nhưng mà hai em thì ở ngay tại quận Cam. Yep. Cho nên Khánh Hoàng mời hai em lên đây để mà giới thiệu, đặc biệt là những bạn trẻ. Những bạn trẻ bằng tuổi same your age. Không? Sẽ rất thích xem bộ phim này bởi vì they wanna see you. Right. Yep. Yeah, this was, you was born in here right, and you have to learn everything by yourself. Em nghĩ cũng đặc biệt là we're Vietnamese, người Việt Nam. Mm-hmm. Yeah. Từ Little Saigon today là being here on Vietface TV. Yeah. Bố mẹ đang coi nhà. Bố mẹ đang coi nhà. Rất là vui lòng khi thấy con mình lên đài Vietface TV được phỏng vấn và được nói chuyện. Đúng không? Đúng. Và truyền tại giới thiệu cái bộ phim này đến cộng đồng Việt Nam chúng ta. Yeah. Cũng vui lắm phải không? Yeah, đây là niềm hãnh diện, proud of yourself. Yeah, yeah, rất là proud. Yeah, yeah. Yeah. Và bên cạnh đó cho Khánh Hoàng hỏi là hai em thực sự trong trong phim đóng cái vai trò như vậy. Yeah. Như vậy hai em ở ngoài là có thực sự là có đi học ở trường võ nào hay không? Và có sư phụ dạy cho mình hay không? Yeah, không. Thì cái này ở ngoài đời nha, in life, your life. Yeah, in the real life thì mình học y chang giống ở trong phim, nhưng mà mình không có phá với vậy giống ở trong phim. Nhưng mà mình học võ từ cái YouTube và quay phim, và mình run cái YouTube channel của mình gọi là cái Martial Club này. And Martial Club. Oh, yeah. Đây là một cái trường của tụi em. Yeah, không phải cái trường nhưng mà là cái team on YouTube. Và thì mình có nhóm bạn tập võ chung nhau ở ngoài park, ở ngoài đường đầy đủ. Thì giống phim nhưng mà thì mình học một mình nó y chang đó. Mình làm mấy cái phim short film. Like mấy cái phim short film làm mấy cái trận quấn action comedy. Yeah. Mấy phim diễu, phim how do you say action? Hành động á. Hành động action. Để lên YouTube and that's how Bảo thấy trên YouTube. Dạ đúng rồi. Oh. Yeah, yeah. Tụi em có thể giới thiệu cái channel của tụi em cho quý vị khán giả có thể lên xem. Martial Club. Martial Club. và how many members in your Martial Club? Thì cái core team member này chỉ có 3 người thôi. Em, anh với một cái bạn tên là Daniel Ma. Nhưng mà mình vẫn có một cái new family. Like a whole family of thì mình tập chung nhau. Nếu mình làm phim chung nhau thì mình gọi bạn đến giúp hay là mình thì mình tập chung. Như vậy là không, cái này không phải là personal channel mà organization. Đúng rồi. Là một cái tổ chức, có tổ chức đàng hoàng. Đúng rồi. Giống family, giống gia đình. Circle of friends mà have fun. Và các bạn xin tóm lại cái câu chuyện của chúng tôi vừa đang chuyện trò nãy tới giờ, đó là các em này là từ một cái Martial Club, đúng không ạ? Và trong có một cái channel YouTube, đúng rồi, và chuyên môn post lên những hình ảnh mà đánh võ, đấu võ mà các em học được, share cho mọi người xem, đúng không ạ? Okay, và từ đó đạo diễn của bộ phim The Paper Tigers là đạo diễn Trần Quốc Bảo đã xem được những cái clip này và mời hai em cũng như là cái club của tụi em vào tham dự cái bộ phim võ thuật mà Trần Quốc Bảo vừa đạo diễn mà vừa sản xuất. Đúng không? Đúng. Và khi các em đóng cái bộ phim này thì không biết what do you feel about the first time in the real movie, feature movie? I would say mình quen rồi, tại vì mình đã quay những cái clip rồi. Tại vì mình phim một mình đó cho cái YouTube channel và mình cũng đi làm cho phim này. Đã từng làm rất nhiều phim. Mấy hai anh em làm how do you say it? Aspiring actor. Aspiring là truyền cảm hứng. Đúng rồi. Actor, so mình làm make, you know, mình làm like mình làm little job đấy thì mình có experience rồi. Commercial, some TV show. Tụi em có phải là những cái stuntman, những cái vai nào mà cần những người thế thân á thì các em có là những người nhật đó hay không? Yeah, đúng. Thì coming up là mình làm nhiều stunt, bây giờ mình muốn làm acting more. Yeah, yeah. Làm cho show cái face, show the world what we can do. Yeah, yeah. They'll see our face. Yeah. And know Martial Club, Andy Lay, Brian Lay. Yeah. Và tụi em mất bao lâu? Và theo cái đoàn làm phim của The Paper Tigers, how long does it take for this movie? Cho cái vai của em với anh ấy, thì mình ở Seattle cho khoảng 2 tuần. Nhưng mà cho cái rest of cái phim ấy, em cũng không biết how long it takes to. Chỉ có quay riêng tụi em là mất 2 tuần. Dạ, yeah, yeah, đúng rồi. Mất 2 tuần. Dạ, yeah, đúng. Là phải làm việc trong vòng 2 tuần, đánh đấm võ thuật và thêm xem những cái strip. Dạ, yeah. Yeah, mà rồi. Đúng cái phim. Dạ, yeah, yeah. Đúng. Uh-huh. Đúng. Còn cái buổi premiere mà bữa Mother's Day được tổ chức ở ngay tại quận Cam. Yeah, đúng. Thì Khánh Hoàng biết là ngày lễ đó là ngày lễ Mother's Day, đúng không? Thì, cái đó. Thì Khánh Hoàng có nghe là các em cũng đã mời mẹ của mình đến mà xem những bộ phim mình đóng. Yeah. Thì how do they feel? Growing up thì giống normal any other Vietnamese bố mẹ. Bố mẹ cháu cũng muốn hai anh em làm become doctor, lawyer, hay là engineer. I know. So
tội nghiệp bố mẹ cháu lắm, tại vì tội nghiệp bố mẹ em very put up with it. Growing up, they worry a lot about our future, they, you know. But but over time, they start to trust us more. And the first time we watch their reaction when they watch us on the big screen, we're like, like, is that my son? Is that my son? Yeah. No. Cái ngày đó là Mother's Day là very ngày the first time hai anh em on cái big screen. Okay. Thì em hai anh em lucky lắm là người đó mang bố mẹ đi coi được. Yeah. Mm-hmm. So that was our gift to our mother on Mother's Day. We love you, mommy. Yeah. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả của Việt Face TV cùng với rất nhiều quý vị khán giả ở toàn nước Mỹ, quý vị muốn ủng hộ cho các em thì quý vị hãy đến các rạp, bởi vì bộ phim này sẽ được trình chiếu tại một số rạp giới hạn thôi. Yeah. Ở tại quận Cam chúng tôi thì có một vài rạp chiếu, nhưng mà vài rạp không chiếu. Cho nên quý vị trước khi đến muốn xem bộ phim này thì quý vị check trên trên Google. Có iTunes nè, Apple TV, Vudu, Google Play với Amazon nè. Quý vị check trên những cái trang app đó. Yeah. Thì quý vị đánh vô là The Paper Tigers. Yeah. Thì quý vị sẽ thấy bộ phim này. Yep. Thì để ủng hộ cho các bạn trẻ như là Ryan, như là Andy, để mà có động lực để mà tiếp tục làm những bộ phim sắp tới. Yeah. Ha. Một lần nữa xin cảm ơn hai em rất là nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Mặc dù tiếng Việt không rành lắm, không giỏi lắm, bởi vì các em hoàn toàn sinh trưởng tại nơi đây, nhưng mà Khánh Hoàng sẽ khuyến khích hai em rất là nhiều cho vấn đề mà mình get into được cộng đồng. Mình sẽ góp sức vào cộng đồng trong bất cứ những vai trò nào khi mà cộng đồng cần, về vấn đề phim ảnh, về vấn đề võ thuật, hay là về vấn đề giúp đỡ những điều gì đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ cần những lớp trẻ như vậy. Và mong tất cả quý vị khán giả hãy ủng hộ cái lớp trẻ để mà có thể sản xuất thêm và phát hành thêm những bộ phim hay là những sản phẩm trong tương lai sắp tới. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Khánh Hòa xin tạm dừng chương trình trong giây lát. Và trong phần 2 của chương trình thì Khánh Hòa sẽ mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện giữa Khánh Hoàng cùng với đạo diễn của bộ phim The Paper Tiger để biết rõ hơn chi tiết nội dung của bộ phim và lịch trình phát hành bộ phim này như thế nào. Xin quý vị vừa nghe làn sóng của Việt Face TV. 1, 2, 3. No more challenges. Kung fu without honor. It's just fighting. Three tigers, baby. Goddamn! Oh! Oh, oh, yeah, yeah. That's right, that's right. How that taste, old man? Cảm ơn quý vị vẫn như làn sóng của Việt Face TV và vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Điện ảnh và Giải trí với Khánh Hoàng. Sau đây là phần 2 của chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, ở phần 1 thì Khánh Hoàng đã gửi tới quý vị một buổi phỏng vấn ngắn với hai diễn viên trong bộ phim The Paper Tigers, đó là Andy và Brian. Ở trong phần 2 này thì Khánh Hoàng xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện phỏng vấn bằng Zoom qua cái hệ thống Zoom lần đầu tiên với đạo diễn của bộ phim, đó là Trần Quốc Bảo. Khánh Hoàng xin chào Trần Quốc Bảo. Xin chào anh, con chào VFX TV, các khán giả cấp thế nơi nước Mỹ. Quý vị cũng biết là Trần Quốc Bảo hiện giờ đang ở tại Seattle, cho nên chúng tôi phải làm cái phỏng vấn này qua Zoom để mà Trần Quốc Bảo sẽ gửi tới quý vị những cái nội dung và những cái thông điệp về bộ phim này. Xin Trần Quốc Bảo có thể cho quý vị khán giả biết cái nội dung của bộ phim The Paper Tigers của mình nó như thế nào không, Trần Quốc Bảo? Cái câu chuyện của phim The Paper Tigers tên tiếng là Tam Kỳ Hổ, là cũng là đã một cái bộ phim là quay ở bên Mỹ đây, thì em là một người Việt kiều mà là sinh ở bên Mỹ, cũng là làm đạo diễn của phim này. Cái câu chuyện là về ba anh chàng này mà cũng là đã học võ từ nhỏ, mà sau đó thì lớn lên cũng chia tay, cũng ít quen với nhau, mà nghe liên lạc ông sư phụ xưa khi xưa đã mất rồi, rồi ba anh chàng này phải góp lại để tìm hiểu cái gì mà xảy ra, có thể sư phụ bị sát nhân, hay có thể bị cái gì mà xảy ra, rồi kiểm sát như thế nào, mà ba anh chàng này là không là lâu ngày tập võ, lâu ngày tập thể dục, rồi cũng bụng bự, rồi có vợ con, rồi gia đình, rồi đủ thứ, rồi có nhiều cái câu chuyện mà xảy ra, rồi
trong cái câu chuyện này. Khánh Hoàng nghe cái nội dung và cái ý tưởng cũng rất là hay, rất là lạ. Đó là không phải thuần túy là đánh võ không, nhưng mà có những người như Trường Quốc Bảo chia sẻ là có những người đã từng học võ trong quá khứ, đúng không ạ? In the past. Còn right now họ không có tập võ thường xuyên nữa, thì chắc chắn là họ không còn giữ cái good shape giống như những người học võ thường xuyên, đúng không? Và quý vị cũng thấy là cái tựa đề thì Trường Quốc Bảo Khánh Bằng biết là có nhóm có một cái thông điệp gửi đến cho tất cả chúng ta. Đó là Paper Tigers, có nghĩa là những con cọp bằng giấy ghi trên, được vẽ trên tờ giấy, đúng không ạ? Nhiều khi nó nhìn thấy ngầu như vậy thôi, nhưng mà nó không bao giờ nó hại được mình hết, đúng không Trường Quốc Bảo? Đúng rồi, cái cọp giấy là dễ xé, dễ móc, dễ dễ gấp lại, nó dễ ăn hiếp, đúng không? Còn cọp thật dễ ăn hiếp được. Và đây là một bộ phim thuần túy về võ thuật, đúng không Trường Quốc Bảo? Võ thuật với hài mà cũng có lại tình, có cái tình với nhau, thì cái câu chuyện, cái ý nghĩa là có cái việc ba anh chàng này có giữ cái tình hiếu với ông sư phụ không? Thì có cái câu chuyện là có cái vai chính là có một đứa con, ông này cũng mới ly dị mà có đứa con mà đang muốn nuôi, nhưng mà cái về cái tính của ông á là rồi ông bỏ chạy đi, có chuyện gì mà ông bỏ chạy bỏ con ở nhà rồi không lo liệu về con ở nhà, nuôi con ở nhà. Thì có là có hai cái ý nghĩa trong cái võ thuật với là cái tình trong gia đình của nó, tình cảm trong gia đình, đúng rồi. Và Trường Quốc Bảo khi mà thực hiện cái bộ phim này, cái thời gian mình mất bao lâu để mà thực hiện cái bộ phim này Trường Quốc Bảo? Trong từ tạo ra cái lý tưởng từ 10 năm rồi tới hôm nay là 10 năm. Wow, 10 năm. mười năm thì cũng lâu dài, tại vì kiếm tiền rồi kiếm đầu tư rồi kiếm đủ khả năng rồi đủ tiền để sản xuất á. Thì cũng mình cũng ra tới Cali rồi chúng ta kiếm mấy hãng công ty Hollywood để giới thiệu qua cũng mà không có cái không được đi đâu đâu như đâu, tại có nhiều cái ý kiến của Hollywood á, muốn thay đổi cái câu chuyện, muốn đổi cái vai chính, đổi qua người Mỹ trắng, tại cái vai chính là hai á châu với mấy một Mỹ đen, là ba anh chàng chính là cái vai đó, nhưng mà mình cũng đổi cái ý, cũng bỏ đi rồi về Seattle rồi kiếm đầu tư riêng ngoài Cali, riêng ngoài Hollywood, riêng người đầu tư giống như bạn bè gia đình rồi bác sĩ rồi đủ thứ, rồi có ai quen, miễn là có ai quen thì giới thiệu qua. Kiếm nhiều người để đầu tư trong cái phim này, nói chung thì cái chi phí này cũng không lớn nhiều, nhưng mà trong cái của phim á, trong cái tiền xây dựng cũng nhiều để quay phim. Và bao lâu để mà Trường Quốc Bảo hoàn tất cái bộ phim này? Lúc có đủ tiền để quay á, thì trong thời gian cái quay cũng 8-9 tuần hay sao? Ồ, 8-9 tuần thôi, cũng nhanh. Nhưng mà các bạn được biết là có rất nhiều những người mà chỉ đạo về võ thuật, đúng không? Người hướng dẫn đánh võ trong cái bộ phim này và cộng tác với là Trường Quốc Bảo, đúng không ạ? Có cái nhóm gọi là võ thuật chỉ đạo, là action director, và cũng có là một cái nhóm đã làm mấy năm rồi, làm quen nhau, cũng làm chung với nhau, làm nhiều phim từ xưa tới đây, thì cũng giao cho người ta để làm cái võ cho nhìn nhé hấp dẫn rồi nhìn cho đẹp hơn. Thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện với Khánh Hoàng cùng với đạo diễn trẻ được sinh ra lớn lên ngay tại Hoa Kỳ, và anh muốn có ấp ủ là làm những bộ phim về điện ảnh và ít nhiều cũng có liên quan đến những người Việt, những cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và bộ phim này có rất nhiều diễn viên là những người Việt Nam, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người diễn viên Hoa Kỳ xuất hiện trong bộ phim này. Và cái thông điệp mà Khánh Hoàng nghĩ rằng Trường Quốc Bảo muốn gửi đến cho tất cả chúng ta, đó là chúng ta luôn phải duy trì cái sức khỏe của mình, và cái tinh thần gia đình là quan trọng nhất, và cái tinh thần tôn sư trọng đạo. Trong bộ phim như Trường Quốc Bảo chia sẻ là ba người đệ tử mặc dù không gặp người sư phụ đã rất lâu, nhưng mà khi người sư phụ xảy ra chuyện gì thì họ cũng vẫn sẵn sàng tìm kiếm cái nguyên do mà giúp đỡ cho người sư phụ đó, và tìm hiểu lý do tại sao người sư phụ đó bị hại, đúng không Trường Quốc Bảo? Và mong rằng tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy luôn ủng hộ những bộ phim, nhất là đối với những người bạn trẻ như là Trường Quốc Bảo, lúc nào cũng sẵn lòng, cũng ấp ủ muốn làm những bộ phim mà có thể là đây là bộ phim đầu tay của Trường Quốc Bảo, đúng không? Đấy là cuộc phim đầu tư đã miễn là làm đạo diễn, mà khi xưa em cũng về Việt Nam cũng dựng phim cho phim Việt Nam á, mà phim này là gọi là phim đầu tiên của director.
Đầu tiên mà chọn phim khó đấy quý vị. Người ta đầu tiên là việc chọn phim tình cảm nhẹ nhàng hay là phim ma phải không? Nhưng mà đầu tiên mà Trần Quốc Bảo đã chọn phim đánh võ rất là khó. Bởi vì quay bộ phim đánh võ khó rất là nhiều lần so với những bộ phim tình cảm mà nhẹ nhàng khác, đúng không Trần Quốc Bảo? Đúng rồi, khi lúc khi quay phim võ có nhiều cái cảnh nguy hiểm, với lại có thể bị thương rất dễ chịu dễ đau rồi bị thương. Thì còn có nhiều trở ngại lúc thì làm phim hành động á, nếu làm phim tình cảm hay là phim hài thì dễ hơn nhiều. Và nhân tiện đây thì Khánh Hoàng cũng xin chúc may mắn đến bộ phim The Paper Tigers. Mong rằng tất cả quý vị khán giả ở khắp mọi nơi, bộ phim mình được trình chiếu chỉ một vài rạp limited ở toàn nước Mỹ, đúng không Trường Quốc Bảo? Đúng rồi, trong thời gian này có vài rạp trong cấp thế nước Mỹ, rồi có thể lên mạng rồi coi rạp nơi nào có thể gần thành phố để coi xem được. Nhưng mà dễ nhất là lên iTunes, có lên Amazon được thuê cái phim, thuê xem phim, hoặc là có cái Blu-ray sắp khởi chiếu quay mùng 22 tháng 6 sẽ có cái Blu-ray. Giống như đi mấy tiệm Walmart thì sẽ có, ngoài tiệm thì mua sẵn, với lại cũng sẽ có chữ phụ đề tiếng Việt. Phụ đề tiếng Việt, đúng. Muốn xem, mua xem Blu-ray được mang về được coi, mở ra coi được có chữ phụ đề coi xem. Mong rằng quý vị khán giả chúng ta hãy lên các trang mạng như là Trần Bảo chia sẻ, là lên những cái app như là Amazon Prime, đúng không? Như là Apple TV, iTunes thì quý vị sẽ kiếm những bộ phim đó, quý vị load lên cái TV và quý vị coi tại nhà, nếu như mà quý vị có những account với những cái thiết bị đó, đúng không? Cái hệ thống đó. Và mong rằng quý vị khán giả chúng ta khi mà ra rạp xem phim mà quý vị có thấy là The Paper Tigers thì quý vị cũng ghé vào xem để mà ủng hộ tinh thần cho các diễn viên, cho đạo diễn, người Việt chúng ta hoàn toàn 100%, những người bạn trẻ đã thực hiện bộ phim này với tất cả tâm huyết của mình, tâm tư của mình, và với một cái tiền vốn cũng khá khá, để mà mong rằng gửi đến cho quý vị những cái sản phẩm mang tính chất Việt Nam, made in Việt Nam bởi những người bạn trẻ như là Trần Quốc Bảo. Bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi. Bây giờ mời Trần Quốc Bảo có một last message to the all the Việt Face TV's audiences before we say goodbye. Thì nói chung là cái phim này, phim bộ giống anh nói là có tạo ra là Việt Kiều đã làm Việt nữ Hoa Kỳ đấy, đã tạo ra cái phim này. Nhưng cái phim này là độc lập, một phần là phim nhỏ với là độc lập so với mấy phim lớn của Hollywood á, thì kia quảng cáo rồi đủ thứ không compare với đấy, không bằng nhau, không nhiều quảng cáo gì, không nhiều mà giá trị nó khác nhau. Nhưng mà hy vọng khán giả được coi xem, rồi nếu thích, nếu khoái thích rồi có thể chia sẻ với bạn bè, rồi chia sẻ với nhau để ủng hộ thêm, để người ta thêm người nghe tới cái phim rồi có thể tới coi xem. Khán giả xin lặp lại một lần nữa là cái bộ phim này không được chiếu, không được và mua hay là không được độc quyền bởi một hãng phim lớn, cho nên chúng ta không thấy quảng cáo nhiều ở trên các đài truyền hình, những cái đài khác. Cho nên đài Việt Face TV ngày hôm nay đã giúp cho nhóm làm phim của The Paper Tigers để mà quảng cáo đến tất cả quý vị khán giả của Việt Face TV cái bộ phim này, để mà chúng ta cùng ủng hộ người Việt với nhau và ủng hộ tinh thần cho Trần Quốc Bảo. Một lần nữa xin chúc The Paper Tigers đạt được nhiều thành công và được nhiều khán giả xem của bộ phim này, để trong tương lai, in the future, you can make more movies in the future, right? Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt nha quý vị. Thank you, Trần Quốc Bảo. Rồi, cảm ơn anh. Vâng, và đến đây chương trình Điện ảnh và Giải trí sẽ được tạm dừng với buổi nói chuyện với đoàn làm phim và đạo diễn của bộ phim The Paper Tigers. Mọi chi tiết quý vị có thể lên trang mạng tìm kiếm bộ phim này để theo dõi, để chia sẻ với tất cả những người quen, để mà ủng hộ cho những người Việt Nam chúng ta. Một lần nữa Khánh Hoàng xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Khánh Hoàng xin chào và hẹn gặp lại. You know any kung fu? I'm retired. Who's the old guy? That was our teacher. Called him Sifu. You didn't hear. Sifu's dead. Something's not right. There was no heart attack. Do you think the poison fingers is real? Yup, Gao Sao. But you don't Ching Shao. Can't just say it in English. Just say it in English, man. When the hands cross, all will be revealed. Did he hit me? No, it's just a glance, man. Fine. You got this. It's fine. A
Okay, look, Sifu could have set anyone off. Time catches up to some people. Like you, the great three tigers. We all swore together that we would defend the weak. Out there is a very, very bad man. Where can we find this guy? Okay, go, 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 go. I know. Hold on. What are you doing? A three-point turn? Just you and you and. Three tigers back again. Does everything have to be a fight with you? Well, you might be a disgrace. But Sifu had only three disciples. I swear to be loyal to my brothers. To the very day I die.